Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Công giáo Thái Bình. Và hôm nay Hải Đăng xin được giới thiệu với quý vị và các bạn một số cái hình ảnh cũng như là một số quang cảnh về một cái nơi có thể nói là nơi đây vô cùng rộng lớn. Khuôn viên, tổng khuôn viên ở khu vực này lên tới 27.000 mét vuông. Vâng, có thể nói là một con số vô cùng to, vô cùng rộng lớn. Đặc biệt là quý vị nhìn thấy trước mặt quý vị đây, khu vực đây là toàn bộ khu vực khuôn viên ở phía quảng trường. Nơi đây quý vị thấy là được người ta quy hoạch một cách rất là khoa học, các cái cách sắp xếp các cái vật thể ở đây, các cái loại cây cảnh rồi các cái loại cây xanh, đủ mọi hình thức người ta kê, người ta sắp xếp ở đây có thể nói là một cách nó rất là tuyệt vời. Nó vừa mang lại cái quang cảnh cho cái quảng trường nơi đây, và nó vừa mang lại cái sự thân thiện gần gũi với con người, và đặc biệt nó mang lại một cái sự rất là mát mẻ, rất dễ chịu khi chúng ta đến đây để tham quan, để ngắm cảnh, hay là để chúng ta đến đây để cầu nguyện, hoặc đến đây chúng ta để tạ ơn Chúa, chúng ta xin ơn. Vâng, và đây chính là cái quảng trường Thánh Gioan Phaolô II của giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch. Khi nói đến giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch thì chúng ta liên tưởng ngay đến một cái ngôi nhà thờ vô cùng to, vô cùng nhiều những cái chi tiết, và những cái chi tiết ở đây thì có thể nói là rất là sắc nét. Nhà thờ ở đây thì được mệnh danh là nhà thờ to nhất, cao nhất, đẹp nhất, nhiều đường nét nhất, và cũng là cái nơi mà linh thiêng nhất. Đang xin mời quý vị và các bạn ngắm nhìn hai cái cây tháp của giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch. Hai cây tháp này thì có chiều cao là 61 mét. Như quý vị và các bạn nhìn thấy thì cây tháp ở giáo xứ Đền Thánh Lòng Thương Xót chỗ Bắc Trạch này thì một cây tháp đôi có rất nhiều chi tiết, nhưng có thể nói là rất đồ sộ và rất là đẹp. Nói đến nơi đây là nơi linh thiêng thì như quý vị và các bạn đã biết thì nơi đây chính là trung tâm kính Lòng Thương Xót Chúa. Vì vậy cho nên là cứ vào 3 giờ chiều ngày thứ sáu hàng tuần thì ở đây có một thánh lễ dành riêng cho tất cả những ai có lòng sùng kính Lòng Thương Xót Chúa, thì chúng ta hãy đến đây để được ngắm cảnh, đến đây để chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cầu xin với Chúa, chúng ta xin ơn từ Thiên Chúa, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì rất nhiều những ơn lành mà Lòng Thương Xót Chúa đã ban cho chúng ta cũng chính từ lời giáo xứ Bắc Trạch này. Và bây giờ Hải đang đang đi về cái phía bên tay phải nhà thờ giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch để chia sẻ cho quý vị và các bạn một số cái hình ảnh ở nơi đây. Như quý vị nhìn thấy trước mắt thì những cái khu vực cây xanh cây cảnh ở đây được chăm sóc, được đầu tư một cách rất là công phu và chăm sóc rất là tỉ mỉ. Để làm được những việc này thì như quý vị các bạn biết thì nó cũng tốn rất là nhiều công sức và chi phí, chứ không hề đơn giản đâu ạ. Bởi vì cái khu vực quảng trường ở giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch này thì như Hải Đăng đã giới thiệu, nó rộng tới 27.000 mét vuông. Có thể nói một khu vực nó vô cùng là rộng lớn, và ở đây thì có rất nhiều những cái cây xanh, có nhiều những cái khu vực chúng ta cần phải chăm sóc, chúng ta cần phải tỉa, chúng ta cần phải làm những cái công việc hàng ngày thì mới có được cái khuôn viên nó gọn gàng và nó sạch đẹp như thế này, để phục vụ cho các cái nhu cầu của những cái người đến đây để vãn cảnh, để tham quan. Vâng ạ. Và bây giờ Hải Đăng xin mời quý vị và các bạn, chúng ta có thể nhìn thấy, nhìn ngắm toàn cảnh cái khu vực bên phía bên tay phải nhà thờ. Quý vị nhìn thấy là nhà thờ giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch đây thì có thể nói là một nhà thờ có rất nhiều các cái đường nét, rất nhiều các cái chi tiết. Nhưng tuy vậy nhưng chúng ta nhìn cái ngôi nhà thờ của giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch thì nó lại vô cùng là đồ sộ, nó lại mang một cái vẻ kiến trúc là vừa hiện đại mà lại cũng là vừa cổ đại luôn. Vâng, rất nhiều người đã từng đến đây để chụp cho mình những cái tấm hình, để ghi lại cho mình những cái thước phim, và vô cùng là đẹp ở nơi đây. Hải Đăng thấy là cái khu vực này thì rất nhiều những cái nam thanh nữ tú là đến đây để chụp ảnh lưu niệm, rồi chụp ảnh đám cưới các thứ ở đây rất là nhiều. Họ đã từng đưa lên các cái trang mạng để khoe những cái tấm hình của mình, có thể nói là rất đẹp. Khi mà quý vị và các bạn đến đây thì gần như là bị hút hồn, bị miên man bởi cái cảnh đẹp, bởi cái phong cảnh tuyệt vời ở giáo xứ Bắc Trạch này.
Ở đây là phía bên tay phải quý vị vừa rồi đấy là một cái ngôi nhà chung của giáo xứ Bắc Trạch thì cũng đang gần hoàn thiện rồi ạ. Và đây là phía cái tum ở chỗ đầu nhà thờ đấy ạ. Tum tum này thì có cái chiều cao là 57 mét. Vâng, có thể nói là đứng ở cái chỗ đây chúng ta ngắm nhìn toàn cảnh cái khu vực từ đầu mà xuống cuối nhà thờ, toàn cảnh quá là chỗ này phải nói là quá đẹp, nó rất là đồ sộ. Đang xin chia sẻ quý vị và các bạn một số hình ảnh, tuy rằng chưa hoàn thiện nhưng chúng ta nhìn ngắm cái ngôi nhà mục vụ của giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch thì chúng ta có thể thấy là không biết là sau này thì cái màu sơn này có thay đổi hay không, nhưng trước mắt chúng ta thấy là ở đây có một cái màu sơn trắng sứ có thể nói là rất là sang trọng, rất là đẹp, được tô điểm thêm một số cái màu vàng cho một số cái hình ảnh rất là nổi bật. Quý vị và các bạn nhìn thấy thì nhà mục vụ của giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch thì hình như một số các cái hạng mục thì vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng ở nơi đây thì đang sử dụng rồi nên là Hải đang xin phép là không không vào bên trong nữa. Mình xin chia sẻ với quý vị và các bạn một số cái hình ảnh bên ngoài thôi. À, ngày xưa mỗi lần mà cứ nghe mà chuẩn bị đến chầu giáo xứ Bắc Trạch hay là chuẩn bị đến cái dịp mà lễ phục sinh hoặc là cái dịp lễ Noel thì trong lòng là háo hức lắm, và làm sao mà sắp xếp mà tìm đủ mọi cách để phải được đi xuống với giáo xứ Bắc Trạch để mà xem, để mà ngắm những cái cảnh đẹp. Có thể nói là người ta ở giáo xứ Bắc Trạch này ngày xưa người ta đã có nền tảng từ rất là xa xưa rồi. Hải đang nhớ là những cái dịp mà lễ Giáng sinh ấy, thì có thể nói là khu vực Tiền Hải Kiến Xương hoặc thậm chí là khu vực ở trên trên thị xã Thái Bình, người ta cũng đều đổ dồn về giáo xứ Bắc Trạch để người ta cùng ngắm cảnh, để người ta cùng tham dự những cái sự kiện người ta tổ chức ở giáo xứ Bắc Trạch này. Ở đây mọi người, Hải đang chia sẻ với quý vị các bạn một số hình ảnh chỗ đài Đức Mẹ La Vang. Đài Đức Mẹ La Vang ở giáo xứ Bắc Trạch này thì Hải đang cũng nhớ là cũng được xây dựng cũng khá là lâu rồi, bởi vì cái lúc đang xây dựng hay là mới bắt đầu xây dựng nhà thờ này thì đã ở giáo xứ Bắc Trạch đã xây cái đài Đức Mẹ La Vang này rồi. Có thể nói là đây ở đây nơi đây người ta bố trí cái quang cảnh rất là tự nhiên, rất giống với lại cái núi rừng La Vang, có cây to cây bé rồi quang cảnh phải nói là họ họ thiết kế rất là tuyệt vời, vì ở đây thì cái không gian cái quang cảnh rất là rộng, người ta có cái điều kiện để người ta trang trí thì nó rất là đẹp, nó rất giống với tự nhiên. Đang quay lại cái chỗ cái cảnh nhà chung cho quý vị xem một tí nữa từ cái phía đài La Vang, đài Đức Mẹ La Vang đấy. Ở đây quý vị đứng từ đài La Vang quý vị có thể nhìn thấy tổng thể cái ngôi thánh đường của giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch. Ngay trước mặt màn hình của quý vị đây có một cái núi đá cũng rất là đẹp. Núi đá này thì nó có từ rất là lâu rồi cho nên là cây cối ở đây nó mọc nó tùm nó không khác gì tự nhiên, rất là đẹp. Đấy quý vị nhìn thấy là cây cối nó mọc nó rất giống với tự nhiên. Ở đây có cây sung to quá thể luôn. Hải đang đi quanh với quanh cái núi này tí. Chỗ này trời mới mưa cho nên là nước cũng khá là lớn, ở đây có cái cây cầu đi vào trong cái hang đá này rất là đẹp này. Quý vị thấy là cây cối đây được chăm sóc rất là chu đáo, chỗ nào cũng đẹp. Đấy quý vị nhìn ngắm toàn cảnh cái ngôi nhà thờ giáo xứ Bắc Trạch, những cái đường nét, những cái hoa văn ở đây thì có thể nói là rất là tuyệt vời. Không biết là phải dùng những cái từ ngữ như nào để khen ngợi thì Hải Đăng cũng không có
giỏi về cái môn này lắm. Hải Đăng chỉ biết giới thiệu sơ sơ mà thôi, có gì quý vị các bạn thông cảm cho. Đây quý vị nhìn đây, các cái nam thanh nữ tú đang review này, đang chụp ảnh ghi hình ở đây rất là đẹp. Trước mặt các bà đi đi nhà thờ về, đi lễ về. Đấy quý vị nhìn thấy là đường xá các thứ ở đây là bốn xung quanh là chỗ nào nó cũng sạch đẹp, chỗ nào nó cũng rất là quy củ, rất là khoa học. Ở nhà thờ giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch thì được khởi công xây dựng vào ngày 13 tháng 10 năm 2006 và hoàn thành vào ngày 13 tháng 10 năm 2013, với cái chiều dài nhà thờ là 92,5 m, chiều rộng là 42 m, tum cao là 57 m và tháp cao là 61 m. Còn về cái khuôn viên thì Hải Đăng đã chia sẻ với quý vị rồi, tổng khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch là 27.000 m². Vâng, có thể nói rằng để mà giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch chúng ta có được cái khuôn viên, có được cái ngôi thánh đường to cao và đẹp như ngày hôm nay thì có thể nói là các đấng bậc đã hết sức quan tâm tới giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch, và đặc biệt là quý vị ân nhân thân nhân xa gần trong và ngoài nước, và đặc biệt là những người giáo dân nơi giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch này, người ta đã hy sinh là biết bao nhiêu công sức rồi là của công để cho giáo xứ có được cái ngày nó vinh dự như ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy ấn vào cái nút like và cái nút chia sẻ để chúng ta chia sẻ những cái hình ảnh thật là tuyệt vời của giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch, và xin mời quý vị và các bạn hãy ấn vào cái nút đăng ký để đăng ký kênh Công giáo Thái Bình để quý vị và các bạn sớm nhận được những cái video mới nhất từ kênh Công giáo Thái Bình. Vâng, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.